Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đàn trai, trên thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nên...
Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, tới núi xanh ơi. Đâu đây tiếng đàn cười buông áo ơi, đâu đây tiếng lòng người nghe đi đời. Và em tôi lung linh soi trương trắng trong vời vợi, em yên yêu rồi. Em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em nghe tiếng lòng người nghe thơ. Đêm nay từ đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn hương trên môi em. Vâng, xin mời vị trưởng đoàn và phó đoàn hòa nhạc trai. Thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lên hàng ghế phía chân đầu và hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng thủy thủ bên những chén trà thơm, những hàng ghế trang trọng lịch sự mà ban tổ chức và gia đình sẽ dành để mời thưa quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, xin mời tất cả quý vị bên gia đình và nhà gái hãy cùng đứng lên để chúng ta sẽ ngồi vào những hàng ghế yêu thương để ngồi đối diện với bên gia đình và nhà trai thực hiện công tác rót nước và tiếp khách. Xin trân trọng kính mời. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, tay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn sống quen vẫn trong gần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mơ vì ai. Tình yêu tìm thấy viên vẹn trong đêm bao sâu, xưa hoàn toàn lãng quên nơi cuối đường có em, xin chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu vượt mặt trên vai góc mò, nhưng con đường anh đi sẽ không có em toàn đêm những giây cuối cùng. Xuân vườn đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Vâng, kính thưa quý vị, rất vui mừng khi gặp lại tất cả quý vị hai bên gia đình chúng ta lại tụ họp trở về trung tâm môi trường hội nhà gái để đến với chương trình buổi lễ vô quy. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là ô vui quá xá là vui, mà vui từ ngã bảy ngã ba vui về, niềm vui hạnh phúc được tràn về. Và ngày hôm nay đây, tại mảnh đất quê hương xóm Nen Thanh Hối Tân Lạc Hòa Bình yêu dấu, tại trung tâm môi trường tư gia gia đình ông sự bà Huế, được sự nồng hậu nhiệt tình của tất cả quý vị đã dành những thời gian quý giá vàng ngọc của mình cùng trở về đây để dự buổi lễ vô quy. Và lời đầu tiên, cho phép MC Minh Lượng xin được tên lời cho ban tổ chức và gia đình xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã có mặt tại trung tâm môi trường của gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, đó là không vui gì bằng lễ vô quy, mà chẳng vui gì bằng ngày em đi lấy chồng. Bạn bè, quan duyên, hai họ có mặt đông thật là đông. Chúng ta chúc cho đôi bạn trẻ bến sông cùng con thuyền. Sự hiện diện, sự có mặt của toàn thể quý vị, đó là niềm vinh hạnh, niềm vinh dự của gia đình chúng tôi. Vì vậy, trong giờ phút này đây, để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, cũng như tỏ lòng hiếu khách, những chén rượu nồng, những chén trà thơm luôn luôn được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy rót, hãy nâng để chúng ta chúc mừng hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, kính thưa toàn thể quý vị. Vâng, để tiến tới hôn nhân,
để cho các bạn trẻ nên duyên vợ chồng thì hai bên gia đình chúng ta đã thực hiện các nghi thức từ thăm nhà, dạm ngõ, ăn hỏi. Và ngày hôm nay bước cuối cùng để đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng đó là lễ thành hôn và lễ phu quy. Và trong sự hiện diện đông đủ của hai bên gia đình bốn dòng họ, và đặc biệt hơn nữa toàn thể quý vị bạn bè thân thích gần xa, cô dì chú bác và các cơ quan ban ngành đoàn thể có mặt tại đây, và chúng ta sẽ cùng tiến hành vào các nghi thức chính. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa quý vị, hôn nhân đó là sự kiện long trọng và trọng đại nhất của cả một đời người. Đó là sự bảo tồn nòi giống, là truyền thống ngàn xưa ông cha ta đã để lại cho đến tận bây giờ. Chính vì những điều đó, đôi bạn trẻ Thanh Hoài, Tuấn Tú được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự đồng thuận của ủy ban chính quyền địa phương hai nơi sở tại. Và ngày hôm nay đây, đó là ngày tốt tháng lành, đẹp duyên, đẹp phận để kết thành phu thê, tiếp trạng hạnh phúc phòng khuê, trăm năm giữ trọn lời thề thủy chung. Chính vì những điều đó, giây phút tốt đẹp đã điểm, xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện trưởng đoàn hội nhà trai sẽ cùng tiến lên sân khấu có đơn lời phát biểu. Xin được dân lễ xin dâu, xin trân trọng kính mời. Đầu tiên cho phép tôi được xin gửi lời chào đến tất cả các cụ và họ nhà trai cũng như họ nhà gái một lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa vị khách quý cùng toàn thể hội hôn. Các cụ xưa nói rằng trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Được sự hai cháu Tiến Tú và Thanh Hoài đã được sự nhất trí của hai cháu, được sự nhất trí của đôi bên bố mẹ, được các cụ hai bên cho phép và đã dày công vun đắp. Quả thật đến giờ phút này đã đơm bông và kết trái. Hai gia đình chọn năm tốt, tháng tốt và ngày tốt để tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Về phía chính quyền của hai địa phương đã công nhận. Hôm nay phái đoàn bên nhà trai chúng tôi có cái lễ đến để báo cáo các cụ họ nhà gái để xin phép được cái giờ đẹp nhất để đón cháu Hoài về để làm dâu con gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thay mặt họ nhà trai xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và ban tổ chức bên họ nhà gái đã tiếp đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại biểu đại diện bên gia đình họ nhà trai. Vâng, như lời phát biểu ngắn gọn xúc tích bày tỏ lòng mong muốn được dâng lễ lên tổ tiên gia tộc họ nhà gái để chính thức được đón cô dâu Thanh Hoài. Vâng, sẽ phải kịp thời gian đẹp nhất để tổ chức lễ thành hôn tại hôn trường họ nhà trai. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là thông gia chung một tấm lòng, bên mong được rể, bên chờ được dâu, để chính thức được chấp thuận lời xin dâu của vị đại diện gia đình họ nhà trai. Sau đây xin mời vị đại biểu đại diện họ nhà gái có đôi điều đáp duyên. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các ông, các bà, hai bên họ gia đình, như vị nhà trai đã phát biểu và xin dâu, chúng tôi họ nhà gái cũng qua thời gian các cháu đã tìm hiểu, và hôm nay ngày lành tháng tốt các cháu đã báo cáo bố mẹ cùng toàn thể hai họ nhất trí chọn là một ngày đẹp nhất và có giờ đẹp nhất, thì được nhà nước, chính quyền của hai bên công nhận cho đăng ký kết hôn thành vợ thành chồng. Đấy là kết quả của một thời kỳ tìm hiểu và kết bạn, từ bạn chuyển thành yêu trở thành vợ chồng. Đấy là cái giai đoạn chuyển tiếp của bước của thành công. Ngày hôm nay họ nhà trai đã lên xin dâu, chúng tôi là phận nhà gái như là được thống nhất trong nội bộ, chúng tôi sẽ nhất trí và tán thành cho họ nhà trai đón con gái chúng tôi về đúng giờ đúng giấc để làm dâu họ nhà trai. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, hai bên gia đình chúng ta đã lời phát biểu vô cùng ngọt ngào.
Vâng, kính thưa quý vị, họ đại diện nhà trai đã có đôi lời phát biểu, đại diện hội nhà gái chính thức có đôi điều được đáp duyên. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hương, đó là người mẹ của chú rể Tuấn Tú, sẽ cùng tiến lên sân khấu để chào lễ. Và xin mời bà Bùi Thị Huế, người mẹ của con dâu, tiến lên sân khấu để đón lễ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin mời hai bà cùng tiến lên trên sân khấu đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và trên sân khấu chúng ta trong giờ phút này đây, vâng, bà Hương đó là người mẹ của chú rể Tuấn Tú, chính thức được dâng xin lễ các chầu lễ vật xin dâu. Và đặc biệt hơn nữa, người mẹ của cô dâu Thanh Hoài đó là bà Huế, chính thức được đón nhận xin lễ các chầu lễ vật này đây. Miếng chầu sẽ là đầu câu chuyện, miếng chầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha xác định ta về với nhau. Đây rồi áo trắng áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Và trước tiên quý vị hãy dành cho hai bên gia đình chúng ta một tràng pháo tay nồng nhiệt đi ạ. Vâng, và tiếp theo xin mời bên gia đình nhà gái sẽ cùng dân lễ về bên trong bàn thờ gia tiên. Và Tuấn Tú, xin mời đôi bạn trẻ cùng tiến lên sân khấu đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, vừa là sự có mặt của cô dâu đã làm dạng người cả hôn trường, sự có mặt của chú rể đã làm dạng người trên bước đường cô dâu. Vâng, xin mời em tiến lên phía trước đi ạ. Vâng, bên tay trái của chú rể Tuấn Tú là phải ôm eo cô dâu, và còn một tay nữa không biết làm gì thì cầm vào bó hoa cùng cô dâu.
Vâng, đó là khuôn hình đẹp nhất được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay đây, vâng, lung linh muôn màu trang hoàng đẹp lộng lẫy và hạnh phúc nhất, đó là đôi bạn trẻ Thanh Hoài và Tuấn Tú. Sự hiện diện của cô dâu đã làm rạng người cả hôn trường. Sự hiện diện của chú rể đã làm rạng người trên bước đường cô dâu. Và ngày hôm nay đúng là cô dâu môi phấn má đào, chú rể hào hoa phong nhã đẹp trai nhất nhà. Vâng, cô dâu thì trắng như ngà, mà đôi mắt thì sắc như là dao câu, miệng cười như thể hoa ngâu, chiếc khăn đội đầu như thể hoa sen. Thanh Hoài, Tuấn Tú lung linh đẹp tuyệt vời trên cả sự tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, để được đứng trên sân khấu lung linh muôn màu trang hoàng rực rỡ và hưởng trọn niềm vui trong ngày hôm nay đây, đó là sự có mặt, sự cổ vũ nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Đúng là lấy gì đáp nghĩa trả ơn công cha nghiêm mẹ xóm thân viện tình. Và chúng tôi xin được thay lời cho gia đình xin gửi tới quý vị nghĩa tình đậm sâu. Nào chú rể kìa cô dâu, miệng cười tay nắm, hãy nghiêng mình để cúi chào toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ. Và xin toàn thể quý vị một lần nữa đón nhận bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, vui là yêu nhau xa mấy cũng gần, cầu không tay vịn cũng lần mà xa, yêu nhau chẳng quản đường xa, mấy số cũng lội ngàn đều cũng qua. Có thể nói tình yêu thật đơn giản thiết thực, thật gần gũi thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa đất và trời, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết, đó là sự yêu thương, tình yêu nồng nàn, là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và rồi ngày hôm nay đây, trên con đường học tập, công tác, tình yêu của đứa bạn trẻ đã đến độ chín muồi. Họ nguyện cùng nhau chèo lái con thuyền tình, và ngày hôm nay đây chính thức cập bến bờ hạnh phúc lứa đôi. Vâng, kính thưa quý vị, để có đến ngày hôm nay đây, đó là cơ ngôn sinh thành nuôi dưỡng đủ bọc che chở của người cha người mẹ. Đó là công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, canh năng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tan tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Còn niềm vui nào hơn, niềm hạnh phúc nào hơn khi cha mẹ vất vả cả một đời để mong rằng hai con trưởng thành. Và ngày hôm nay đây, niềm vui thành hiện thực và niềm hạnh phúc đang hiện diện tại đây. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Sự, bà Huế, đó là song thân phụ mẫu của cô dâu Thanh Hoài, cùng hiện diện trên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Thanh Hoài, từ thuở em còn trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, và rồi cất tiếng khóc chào đời với tiếng ru ẩu ơ bên nôi của người mẹ hiền, theo năm tháng lớn khôn, và ngày hôm nay chính thức trưởng thành lập bề gia thất. Vâng, mỗi lần nuôi con vất vả lầm than, nuôi con vất vả gian nan bụi phần, mẹ cha chu đáo ân cần, nhìn ăn nhìn mặc để dành phần cho con. Và rồi ngày hôm nay đây, vâng, tình yêu thương của cha mẹ đã dành cho con, và ước nguyện bấy lâu nay, hoài bão bấy lâu nay, khi nhìn thấy hai con trưởng thành là niềm hạnh phúc nhất. Vậy xin toàn thể quý vị hãy cùng dành cho đại gia đình chúng ta một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Và sau đây xin mời cha mẹ sẽ dành những món quà lưu niệm để trao tặng cho hai con. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, trên sân khấu giờ phút này đây, người cha kính yêu và người mẹ hiền của cô dâu Thanh Hoài đang trao những món quà lưu niệm cho hai con. Và đặc biệt hơn nữa, không quên những lời căn dặn dặn dò, bởi vì ai ai cũng đều bỡ ngỡ trước khi bước về với nhà chồng. Đó là con ơi, mẹ dặn câu này, học ăn học nói mới tày người ta, con đừng học thói chuông hoa, họ hàng ghét bỏ người ta chê cười, dù no dù đói cho tươi, khoan ăn bất ngủ mới là con ngoan. Xin trân trọng cảm ơn cha mẹ
và xin chúc cho ông bà xứ Huế luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, để luôn luôn là chỗ dựa, là tiền đề để cho con vững bước vào tương lai tươi đẹp hơn. Một lần nữa xin mời quý vị hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta chúc mừng cho đại gia đình hạnh phúc ạ. Đưa dâu gia đình nhà gái ạ. Và ban tổ chức và gia đình đã bố trí chiếc xe ô tô 30 chỗ biển số 28005 29. Vâng, xin mời bên gia đình nhà gái chúng ta sẽ cùng lên xe 00529. Chúng ta vừa trải qua những giây phút vô cùng hạnh phúc của gia đình chúng ta. Đây là buổi lễ vô quy của đứa bạn trẻ Thanh Hoài và Tuấn Tú. Và những thước phim, những tấm hình lưu niệm đã được những nhà nhiếp ảnh gia lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc này đây. Và kính thưa các cụ, kính thưa quý vị, đó là đồng hồ đã chỉ đến giờ. Từng giây trôi mãi không chờ một ai. Trăm năm chọn lấy một ngày, nghìn năm chọn lấy giờ phút tốt đẹp là đây. Giây phút tốt đẹp giờ hoàng đạo đã điểm. Sau đây xin mời vị trưởng đoàn đón dâu của gia đình họ nhà trai cùng tiến lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được đón cô dâu Thanh Hoài trở về ông trưởng họ nhà trai tổ chức lễ thành hôn và gửi lời mời tới quý vị bên gia đình họ nhà gái để chúng ta đồng hành trong lễ thành hôn chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, thế thì hiện nay là giờ đẹp nhất đã đến. Họ nhà trai chúng tôi xin phép được đón cháu Hoài về để làm dâu con. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà trai xin kính mời các cụ ông, các cụ bà cùng cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ của họ nhà gái cùng đưa cháu Hoài về với họ nhà trai chúng tôi để về dưới nhà làm lễ thành hôn cho hai cháu. Cuối cùng tôi xin chúc các cụ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình buổi lễ vô quy trong năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ Thanh Hoài và Tuấn Tú được diễn ra tại trung tâm ân trưởng hội nhà gái thành công tốt đẹp. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời ban tổ chức và gia đình xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã về đây chung vui và dự buổi lễ. Xin chúc phái đoàn đưa đón dâu của hai bên gia đình thường lộ bình an.
Và thật đúng là hôm nay trời nhẹ lên cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn, mà khí sắc thì trong tiết trời hồng. Ở đây có cuộc tân hôn nồng nàn, mà rộn ràng khắp phố trong làng, chứng cho hạnh phúc giữa nàng cùng anh. Lời đầu tiên cho ngày vui của Tuấn Tú và Thanh Hoài cho phép ban tổ chức chúng tôi xin hân hoan gửi lời chào tới quý vị đã về đây. Chào những em nhỏ vẫn còn hây hây má hồng, chào các cô đã có chồng mà chào những bạn trẻ còn bông hồng trong tim, chào những ai chưa có vẫn phải đi tìm, chào những em nhỏ vẫn còn lim dim mắt hiền. Chú bác đây cũng chào liền, chào anh chào chị không phiền một ai. Hôm nay sum họp chúc mai, tình dài một khắc thì nghĩa dài trăm năm. Cao có thắm thì đôi môi mới đỏ, rượu vẫn nồng say đôi má mới hồng. Thanh Hoài ngày hôm nay chính thức em lấy chồng, và chú rể Tuấn Tú sẽ được làm chồng cô dâu không thiếu được. Một tràng vỗ tay đầu tiên được của toàn thể hội hôn để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chắc chắn rồi, tất cả quý vị có mặt tại đây, chúng tôi và quý vị ai cũng biết, đất nước Việt Nam có bốn mùa thật đẹp. Mùa hè đi qua, mùa thu lại tới, mà mùa đông sang thì ắt mùa xuân sẽ về. Mà mùa xuân về để đôi chim én loan tin mừng hạnh phúc, hoa hé cười đón nắng yêu thương. Có cô dâu thì sáng cả hôn trường, có chú rể sáng cả con đường cô dâu đi. Có hai nhân vật chính đó tại sân khấu thì lễ thành hôn sẽ được bắt đầu. Xin kính mời quý vị cùng hướng ánh mắt nhìn thân thiện của tất cả quý vị trở lại sân khấu với một tràng vỗ tay thật to kéo dài theo nhịp nhạc để chào đón cô dâu và chú rể trở lại sân khấu. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nắm tay nhau cầm bó hoa tươi thắm trong cuộc đời lên cùng sân khấu chúng tôi. Một tràng vỗ tay thật to của quý vị để chào đón đi ạ. Kính thưa các con các bà, kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa hôn trưởng thân mến. Trải qua những năm tháng tìm hiểu được thành công khi mà hai bạn đã chèo lái con thuyền tình của mình chính thức cập được bến đỗ. Để ngày hôm nay, đôi bên gia đình chúng ta lựa chọn ngày và giờ đẹp nhất, tức ngày mồng 6 tháng 11 năm 2019 và cũng là ngày mồng 10 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Qua sự đồng ý của ông bà bên nhà trai là ông Đỗ Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Hương, và dưới sự tán thành cho phép của ông bà bên nhà gái là ông Bùi Văn Sư và bà Bùi Thị Huệ, để giờ đây tại trung tâm hôn trường họ gia đình nhà trai chúng tôi trên quê hương xóm ốc xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xin được long trọng diễn ra lễ thành hôn của tân chú rể Tuấn Tú sánh duyên cùng cô dâu Thanh Hoài. Không thiếu được giây phút này trang trọng này, những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ thành hôn chính thức của tân chú rể Tuấn Tú và cô dâu Thanh Hoài tại trung tâm hôn trường nhà trai xin chính thức được bắt đầu. Xin quý vị những tràng vỗ tay thật to nữa lên để dành tặng cho ngày hôm nay, ngày vui của đôi bên gia đình chúng ta đây ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và có lẽ rằng không thiếu được chào đón lên sân khấu cùng với đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay với những tình cảm, những ý kiến phát biểu long trọng của các vị trưởng đoàn. Xin được chào đón lên sân khấu ban tổ chức kính mời vị đại diện cao cấp nhất phái đoàn họ gia đình nhà gái đưa dâu cùng với vị trưởng đoàn đại diện bên nội bên ngoại cao cấp của gia đình nhà trai Tuấn Tú. Xin kính mời hai vị cùng lên với sân khấu chúng tôi hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Và ban tổ chức xin mời tất cả quý vị, quý hội hôn chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu để cùng chào đón lời phát biểu đầu tiên đến từ vị đại diện bên gia đình họ nhà gái. Lời cảm ơn tới sự đón tiếp nồng hậu chân tình của gia đình nhà trai hôm nay. Hơn nữa là lời xin được chính thức chào cô dâu Thanh Hoài từ ngày hôm nay, từ giây phút này chính thức làm con trong gia đình, làm dâu trong gia tộc và chính thức làm vợ của chú rể Tuấn Tú bên gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời vị trưởng đoàn. Kính thưa hai họ, nhà trai và nhà gái, hôm nay là ngày lành tháng tốt và cũng giờ là giờ đẹp nhất trong ngày. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, được chính quyền địa phương công nhận
hai cháu đã tìm hiểu với nhau qua thời gian lâu dài và miệt mài chịu khó, là cũng đi qua nhiều chặng đường vất vả, đến hôm nay đã đến đỉnh đỉnh của tình yêu, là chuyển thành chồng vợ. Trước sự đón chào nồng nhiệt của họ nhà trai, chúng tôi cũng hơi bối rối và cũng có sự chuẩn bị, nhưng mà bây giờ nó bay đi đâu mất rồi. Cho nên rằng với cái tình cảm ngày hôm nay, chúng tôi không biết nói gì hơn hết. Hôm nay cháu Hoài, con gái nhà chúng tôi, họ nhà chúng tôi được về làm dâu nhà ông bà thì là hạnh phúc cho họ hàng chúng tôi, cũng như là con gái chúng tôi. Không biết nói gì hơn hết, cũng mong rằng các cháu từ nay trở thành vợ thành chồng. Như trước đây ta nói là có một bài hát của một nhạc sĩ nào đấy là 9 bậc tình yêu, nhưng bây giờ thì là không biết bao nhiêu là bậc tình yêu đối với vợ chồng. Cho nên rằng đấy là tình yêu chỉ có 9 bậc, nhưng mà chắc là đời vợ chồng phải trăm trăm bậc. Cho nên rằng cái đời của con người rất dài, mà các cháu phải phấn đấu, luôn luôn phải phấn đấu để trưởng thành, để làm thế nào bố mẹ trong gia đình, họ hàng, làng xóm phải được quý mến các cháu, mới là đấy mới là người thành công trong cuộc sống. Cho nên trường đời, trường dạy nghề thì có, mà trường dạy đời thì không có. Cho nên rằng các cháu cũng phải từ nắm bắt, từ nhỏ đến lớn, học cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất. Cho nên mong rằng trước ngày hôm nay đẹp sinh của buổi chiều, một buổi chiều cuối thu và đầu đông, chúng rất là ấm áp, thì mong rằng các cháu sẽ cố gắng rèn luyện, trưởng thành để thành con dâu nhà bố mẹ, cũng như là dâu hiền cháu thảo, để chúng tôi là những người bên nhà gái cũng theo dõi sự tiến bộ của các cháu, để chúng tôi, họ hàng chúng tôi cùng vui mừng và cùng phấn khởi trước giờ phút thiêng liêng này. Không có gì biết nói hơn hết, thì chúng tôi thay mặt họ nhà gái xin gửi tới họ nhà trai lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chúc thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ. À, ban tổ chức xin được cảm ơn lời phát biểu đầu tiên cũng rất là chân tình của vị đại diện bên gia đình họ nhà gái trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, qua ý kiến của vị đại diện bên gia đình nhà gái, chúng ta có thể hiểu thấu được nỗi mong chờ, niềm khát khao và mơ ước của gia đình cũng đã đợi chờ. Và hôm nay, chính thức tất cả những điều đó đã biến thành hiện thực. Và chắc chắn rồi, cổ nhân xưa có nói câu rằng, thông gia thì như ruộng gần bờ, bên mong được rể, bên chờ được dâu. Đôi bên phát biểu dăm câu, cho đôi bạn trẻ được bền lâu tháng ngày. Để đáp lại lời vàng ý ngọc của vị đại diện bên gia đình nhà gái, lời cảm ơn tới sự hân hoan có mặt đông đủ, quý giá của tất cả quý vị. Hơn nữa là lời chính thức công nhận cô dâu Thanh Hoài chính thức làm con, làm dâu trong gia đình, gia tộc nhà trai, và chính thức cũng làm vợ của tân chú rể Tuấn Tú. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng chào đón ý kiến phát biểu của vị đại diện bên gia đình nhà trai trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị khách quý cùng thân thể, các cụ, ông, các cụ, bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ của các cháu, hai gia đình, bốn họ. Ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho hai cháu gặp gỡ nhau và tìm hiểu, thời gian cũng đã là dài. Được sự nhất trí của hai cháu Tú và Hoài, được sự nhất trí của đôi bên bố mẹ cũng như là các cụ đôi bên cho phép, ngày hôm nay hai gia đình chọn năm đẹp, tháng đẹp, ngày đẹp, tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Phái đoàn nhà trai chúng tôi đã đi đón cháu Hoài về đến nơi. Phái đoàn bên nhà gái cũng đưa cháu Hoài về đến chốn để trao lại cho bên nhà trai chúng tôi. Tôi xin thay mặt đại diện cho bên họ nhà trai xin nhận cháu Hoài, và đại diện cho gia đình họ nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà bớt chút thời gian không kể đường xa xa xôi đã đưa cháu về đến đây để làm dâu con, tức là họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ơi, một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được cảm ơn ý kiến phát biểu đáp từ của vị đại diện bên gia đình nhà trai. Dấu ngắn gọn, dấu xúc tích nhưng cũng nói lên tất cả những tâm tư,
những nguyện vọng, những hoài bão, ước mơ của đôi bên gia đình. Xin kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi rất đồng tình với ý kiến phát biểu của các vị đại diện. Gái trai, dâu rể, con mình cùng nhau dạy nên tài đức văn minh ở đời. Đó là nguyện vọng chung và chắc chắn rồi, cả đôi bên gia đình nhà trai, nhà gái sẽ tạo một điều kiện tốt nhất để cho hai bạn sớm hòa nhập với cuộc sống đôi bên, cùng vun đắp một gia đình đẹp như mơ ước, đúng không ạ? Xin kính thưa quý vị, sau ý kiến phát biểu đó, để chúng ta được khẳng định lại một lần nữa ý kiến của hai vị đại diện, để thắt chặt thêm mối tình thông gia và có những tấm hình lưu lại khoảnh khắc ý kiến trao và nhận của hai vị trưởng đoàn. Xin phép để chúng tôi mời quý vị hướng về sân khấu, mời hai vị trưởng đoàn chúng ta bước lên phía trước hai bước. Dạ vâng. Sau đó hai vị ngoảnh mặt với nhau. Dạ vâng. Sau đó hai vị nắm tay nhau và nhìn về phía nhà nhiếp ảnh gia để chụp một tấm hình lưu niệm trước. Và tiếp theo để khăng khít tình thông gia, xin mời hai vị ôm nhau một cái cho thắm lòng hơn. Xin quý vị một tràng vỗ tay à. Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị trưởng đoàn. Kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng cho phép chúng tôi những người thực hiện chương trình xin một phần đỡ lời cho gia đình nhà trai, một phần đỡ lời cho gia đình nhà gái. Xin kính chúc hai vị trưởng đoàn với nhiều lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, niềm vui và an khang, may mắn. Xin cảm ơn rất nhiều. Nối tiếp với chương trình hôm nay, quý vị sẽ được đến với một bức tranh tình yêu với rất nhiều những cung bậc cảm xúc của Tuấn Tú và Thanh Hoài trên sân khấu của chúng ta. Và quý vị đừng chợp mắt một chút nào, hay đừng nhìn sang một phía nào khác, mà hãy cùng nhìn về sân khấu chúng tôi để chứng kiến cho khoảnh khắc yêu thương nhất của hai bạn. Và chú rể, xin phép quý vị để chúng tôi hỏi thăm chú rể một chút. Xin phép được hỏi chú rể, anh có nóng quá không ạ? Dạ. Anh có nóng quá không? Có. Có. Kính thưa quý vị, anh ấy cũng nóng. Cái nóng này không phải là nóng do anh ấy mặc bộ trang phục dày quá, hay nóng do thời tiết. Vâng ạ. Cái nóng này của chú rể người ta gọi là nóng ruột, nóng gan, nóng lòng. Không biết lúc nào cho đến 11 giờ đêm nay để bạn ấy thả sức muốn làm gì thì làm. Vâng. Vâng, cái nóng này thì cũng hơi khó một chút. Nhưng mà bạn yên tâm đi ạ. Khoa học người ta cũng có chứng minh nhiều rồi, mà không cần. Vũ trụ này luôn luôn đi theo một quỹ đạo của nó. Hôm nào cũng sẽ có 11 giờ đêm. Bạn cứ yên tâm đi, chắc chắn điều đó sẽ tới. Xin kính thưa quý vị thân mến, để minh chứng cho tình yêu của hai bạn trên sân khấu ngày hôm nay, với một tình cảm đầm thắm nhất, và chắc chắn từ ngày hôm nay các bạn không bao giờ rời xa nhau nữa, sau đây quý vị sẽ được chứng kiến khoảnh khắc mà các bạn trao một món quà ngày cưới gửi tặng cho nhau. Và trước khi đến với khoảnh khắc này, xin phép để chúng tôi mời cô dâu để cho ban tổ chức giữ hộ bó hoa cưới cho ngày thứ hôm nay. Dạ vâng. Sau đó ạ, xin phép được mời hai bạn hãy cùng ngoảnh mặt với nhau. Xin mời chú rể quay mặt về phía cô dâu. Rồi, cứ bình tĩnh. MC sẽ hướng dẫn cho bạn thực hiện từng thao tác một thành công nhất cho ngày vui hôm nay. Anh hỏi thật, chú rể là em còn nhớ kịch bản hôm qua anh gửi mail cho em không? Không ạ. Ấy, biết ngay mà. Hôm qua mải đi giao lưu nhà trai nhà gái thì hai bạn đã quên mất kịch bản đấy rồi. Ok, xin phép để MC nhắc lại cho bạn. Khi bạn trao nhẫn cho vợ yêu thì phải làm theo đúng thao tác này nha. Đầu tiên là lồng vào tay trái của cô dâu. Sau khi trao xong cái thì thơm lên tay nàng một cái. Sau khi thơm lên tay nàng xong cái được ôm lên vợ yêu mình một cái ôm. Và tiếp theo sau cái ôm đó là phải hôn lên vợ mình một nụ hôn. Còn hôn vào đâu đó là việc của em. Vợ em chứ không phải vợ của ai, cho nên là em cứ hôn đâu thì tùy. À, ok không? Và cô dâu em cũng nhớ với điều đó. Khi em trao nhẫn với chồng mình, trao xong em phải ôm với chồng mình một cái ôm. Và sau đó em nhớ phải đóng dấu với chồng mình một cái dấu thật là mạnh mẽ, để chứng minh rằng từ ngày hôm nay tất cả quyền hạn sử dụng đó là do em. Ok chưa? Sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng rồi. Chú rể cũng đang rất là run nhưng không sao. Lần đầu tiên làm chuyện đấy ai chả run. Cứ bình tĩnh. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị hướng về sân khấu chúng tôi và mời chú rể lôi từ trái tim bạn cặp nhẫn cưới mà bạn đã ấp ủ rất nhiều năm nay, ngọt nghe cũng gần 30 năm rồi. Vâng, xin mời chú rể trao nhẫn vào tay trái của cô dâu đi ạ. Và xin kính thưa quý vị, thật đúng là yêu nhau thì đã bấy lâu, hôm nay kết nghĩa tình sâu đậm đà, chứng minh tình nghĩa đôi ta, tay lồng nhẫn cưới trao hòa yêu thương. Quý vị có khắp hôn trường tán thưởng cho hai bạn bằng một tràng vỗ tay đi ạ. Chú rể trao xong chưa? Chú rể trao xong chưa? Vâng ạ, chú rể thực hiện theo đúng kịch bản của chúng tôi đã. Xin mời chú rể nắm lấy tay nàng, nắm lấy tay vợ yêu mình đi, tay nào trao nhẫn lúc nãy à? Vâng, thơm lên nàng một cái thơm đi em. Sau đó ôm vợ yêu mình một cái ôm đi. Vâng, và tiếp theo buông nàng ra và hôn nàng một nụ hôn ngọt ngào nhất. Bạn có làm được không? Vâng, xin mời chú rể, xin quý vị một tràng vỗ tay đi ạ. Xin mời chú rể hãy hôn
vợ mình một nụ hôn, bạn hôn vào đâu đấy là tùy bạn. Vâng, đấy là vợ mình muốn hôn đâu thì mình hôn. Vâng, không sao. Và cô dâu cũng đã trao nhẫn xong rồi, không thiếu tình cảm đáp lại. Tình yêu lúc đầu là một điểm, nhưng mà sau đó nó là cả một điểm song song. Xin phép được mời cô dâu, bạn hãy quay về phía chồng yêu của mình. Sau đây xin mời cô dâu hãy ôm lấy chồng mình một cái ôm thật là ngọt ngào nhất. Em phải biết rằng chàng trai đó là nơi mà em sẽ nương tựa cả đời này. Ok, sau đó đóng dấu vào chàng một cái dấu đi, và em muốn giấu vào đâu thì giấu. Xin quý vị một tràng vỗ tay cổ vũ cho cô dâu đi ạ. Xin mời. Vâng, xin mời cô dâu. Vâng, rất thành công khi các bạn đã dành tặng món quà tình cảm này. Đúng rồi, chúng tôi là bảo đóng dấu là phải có dấu, không đóng không có dấu là không phải là quyền sử dụng của em. Ok chưa ạ? Xin kính thưa quý vị thân mến, và nối tiếp với chương trình ngày hôm nay, khoảnh khắc để cho các em được đến với những tình cảm phô diễn tại hôn trường, xin được mời các em cùng nắm tay nhau đến với tháp bánh tình yêu của các em trong ngày hôm nay, để cùng chia sẻ những ngọt ngào hạnh phúc trong một ngày trọng đại này. Xin mời các em đi ạ. Ba tầng bánh của chúng tôi tượng trưng cho ba lời thề son sắc của các em. Một lời thề thì không duyên cũng nợ, hai lời thề thì không vợ cũng chồng, mà ba lời thề cắt núi ngăn sông, để ngày hôm nay chính thức các em được về chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, nhiều đêm thì mơ cùng một giấc, và có nhiều lần các bạn hẹn nhau 3 giờ sáng cùng thức 1 giờ đấy. Và xin mời chú rể cô dâu các em cùng cầm chiếc dao cắt của chúng tôi đi ạ. Vâng ạ, xin mời hai cánh tay bên ngoài cầm, còn hai cánh tay bên trong ở giữa các em ôm nhau đi ạ. Đầu tiên xin mời các em chia tổng bánh dưới cùng trước đi ạ, để chia sẻ niềm vui tới tất cả quý vị có mặt tại hôn trường ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật to nữa để dành tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta. Và tổng bánh thứ hai, tổng bánh ở giữa, để các em nói lên lời cảm ơn sâu sắc nhất, lời cảm ơn tuyệt vời nhất tới ông bà nội ngoại họ hàng đôi bên gia đình, nhà trai nhà gái. Vâng ạ. Và tổng bánh trên cùng, tức tổng bánh phu thê, tổng bánh để cho các em quần hòa quyện bên nhau, và thật đúng là nỗi buồn chia đôi một nửa, niềm vui nhân đôi lại gấp hàng vạn lần luôn. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật to để chúc mừng cho các em. Xin cảm ơn. Và xin mời các em di chuyển trở về bên tay phải của hôn trường chúng tôi. Vâng ạ. Và sau đây các bạn sẽ được đến với khoảnh khắc yêu thương, một trong số những bức tranh đẹp của các em, nồng nàn, lãng mạn và cực kỳ thân ái. Các bạn sẽ được đến với tháp rượu hạnh phúc của mình. Trước tiên xin mời chú rể, bạn sẽ là người khôi chai rượu. Bạn cầm chai đầu tiên lên và bạn lắc thật mạnh lên trước. Đúng rồi, lắc thật mạnh lên, cứ lắc thoải mái đi ạ. Nhớ hướng đầu nó lên phía trên em. Vâng, ok, cảm ơn chú rể. Và sau đó xin mời bạn tháo tem đi ạ. Bạn hướng đầu lên phía trên hộ ạ. Vâng, xin mời chú rể tháo khóa đi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, bạn ơi, bạn phải vặn cái khóa cái nó mới ra được. Tất cả mọi thứ nó phải thực hiện theo đúng như thao tác, và đêm nay em phải nhớ lấy điều đó. Vâng, xin cảm ơn. Và xin mời các em hãy cùng rót tháp ly rượu của mình nha. Xin kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là mời em rót rượu giao thề, hữu duyên thiệt lý cùng về bên nhau. Đôi ta thì ý hợp tâm đầu, niềm vui mang tới, nỗi sầu đem đi. Xin mời các em hãy cùng cố gắng lên, thật mạnh mẽ lên đi ạ, thoải mái lên đi các em. Xin mời cô dâu và chú rể các em hãy nở những nụ cười thật hạnh phúc lên, để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc thật là đáng yêu này của hai bạn. Vâng, xin mời chú rể đến với chai thứ hai. Em thực hiện giống như lần đầu tiên mà chúng tôi đã hướng dẫn cho em. Vâng, xin mời em tháo khóa cho đi ạ. Vâng, xin mời các em tiếp tục. Vâng, xin cảm ơn các em. Xin mời các em dừng lại ạ. Và sau đó xin mời các em chắt vào hai chiếc ly mà ban tổ chức đã có sự chuẩn bị cho các em một tài phần tiệc cưới. Xin mời các em. Xin mời chú rể cô dâu ạ, các em rót vào hai ly mà chúng tôi có sự chuẩn bị đấy ạ.
sẽ là một ly rượu hạnh phúc để các em được trao tặng cho nhau. Và xin mời các em cùng cầm chiếc ly đó trở lại sân khấu chúng tôi. Xin mời các em lên cùng hôn trường đi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, trên sân khấu quý vị sẽ được chứng kiến khoảnh khắc mà các em trao nhau một món quà ngọt ngào, một món quà để minh chứng cho tình yêu của các em đang rất nồng nàn tại trái tim mình và tại con người mình. Xin mời các em quay lại với nhau giống như tư thế lúc nãy mình trao nhẫn ạ. Và tiếp theo xin mời các em khoác tay nhau với ly rượu ngọt ngào rau vôi của các em. Và chúng tôi cùng quý vị đếm từ 1 đến 3 để các em cùng nâng ly. Nếu mà cô dâu có thể cạn được thì cạn, mà không cạn được thì mời chú rể phải 100%. Hay là quý vị ơi, để cho chú rể nhấp môi thôi, còn cô dâu thì 100% nhỉ? Vâng, không dám làm ép các em. Vâng ạ, xin mời quý vị cùng đến với chúng tôi. 1, 2, 3, xin mời! Vâng ạ, xin cảm ơn các em. Chú rể rất tuyệt vời, gần 100% rồi. Rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Xin kính thưa quý vị thân mến, quay trở lại sân khấu với những cung bậc cảm xúc của các em tại lễ thành hôn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng chào đón. Vâng ạ, ông Đỗ Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Hương ạ. Mặt tại trung tâm hôn trường ngày hôm nay, ai cũng vậy thôi. Khi nhắc về công lao trời biển lớn nhất dành tặng cho ta đến từ người cha, người mẹ. Khi nói về sự hy sinh lớn nhất mà không đòi lại bất cứ điều chi cũng đến từ người cha, người mẹ. Và hôm nay, khi con trai quý của hai vị đã tìm được một nửa cuộc đời, một món quà để là lời chúc, là kim chỉ nan cho lối sống, là vốn liếng tương lai, và cũng là một lời căn dặn cho các con phải vững chọn lời thề, phải cùng nhau vun đắp một gia đình đẹp như mơ ước. Đón nhận món quà này, cô dâu có nhờ chúng tôi nói với bố mẹ của chú rể rằng bố mẹ đâu phải của riêng anh, bố mẹ là bố mẹ chung của hai mình đấy thôi. Tuy rằng bố mẹ không đẻ không nuôi, nhưng con ơn bố mẹ trọn đời cũng không quên. Xin phép để chúng tôi được mời cô dâu quay về phía mẹ chồng để ôm lấy mẹ chồng một cái. Và xin quý vị hãy dành tặng khoảnh khắc này. Xin mời mẹ chồng quay về phía con dâu mình, ôm lấy con mình một cái ạ. Dạ vâng, xin mời các vị đứng sát lại với nhau, chụp những tấm hình lưu niệm của gia đình. Vâng, xin mời Đức Toàn. Vâng ạ, xin mời giọng ca Đức Toàn đến từ gia đình họ nhà gái Thanh Hoài trong phương này. Và được thiếu từ hôn trường chúng ta chào đón anh lên sân khấu bằng một tràng vỗ tay của tất cả quý vị đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Ta hãy yêu nhau, nắng mưa không hề vơi. Ta thương nhau như mùi ba năm mỗi đứa con mặn, như gừng chín thàng cay hơi con cay. Ta thương nhau như tình quê ta đó, như dòng sông Lam soi núi bóng hôm nay, như tình quê em xanh mãi quê hương. Em vẫn chưa anh dưới sàn hoa tím, mong nhớ anh về như đồng nắng mong mưa, như cây khô vẫn chờ đợi gió, như dàn hoa mong đón sương mai, như một cánh chim sao mình trên biển chờ con nương lên. Em đến tìm anh dưới sàn hoa tím, anh biết em chờ như đồng nắng mong mưa, như dàn cây khô vẫn chờ đợi gió, như dàn hoa mong đón sương mai, như một cánh chim muôn chân trời xa thẳm tìm về bên nhau. Và chúng tôi xin phép được nhường sân khấu lại cho gia đình họ nhà trai chú rể Tuấn Tú ngày hôm nay, cùng với tất cả các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị
người thân gia đình để chụp những tấm hình lưu niệm, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian trở lại tham dự chứng kiến cho đại lễ của gia đình nhà trai. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thật nhiều niềm vui cho gia đình mình. Xin phép để chúng tôi được chính thức khép lại chương trình tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn, chào thân ái tới quý vị.